đẽo cày giữa đường. Có một bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng. Bác muốn làm một cái cày thật tốt để làm việc đỡ vất vả hơn. Một hôm, bác xin được một cây gỗ tốt, nhưng bác chưa làm cái cày bao giờ. Bác bèn mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người. Đẽo được một lúc thì một người đi qua chê: "Bác đẽo thế này không cày được đâu, cái đầu cày bác làm to quá." Bác nông dân nghe thấy có lý bèn làm theo. Làm được một lúc lại có một người đi qua bảo: "Bác đẽo thế không ổn rồi, cái cày bác làm dài quá không thuận tay." Bác nông dân nghe lại có lý hơn, lại chỉnh sửa theo. Và cuối cùng, hết ngày hôm đấy, bác nông dân chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, bác không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý mình nữa, cây gỗ quý đã thành một đống củi vụn. Bác buồn lắm, nhưng cuối cùng bác đã hiểu, làm việc gì cũng vậy, mình phải có chính kiến của mình và kiên trì với một con đường đã chọn. Chuyện muốn khuyên ta hãy có lập trường của riêng mình. Nếu nhận được góp ý của người khác thì nên có sự cân nhắc, chọn lọc. Vậy thì mới có thể đạt được mục tiêu của mình.